Tuyết Lê xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Việt Nam America Television trên băng tần 57.3. Thưa quý vị, hôm nay bầu trời tại miền Nam California có mây răng rải rác, nắng vàng chiếu rực rỡ khắp nơi với gió Tây Tây Nam thổi trong ngày, tốc độ từ 5 cho đến 10 dặm một giờ. Cao nhất cho ngày hôm nay tại Garden Grove và các vùng phụ cận cũng như tại Los Angeles ở vào khoảng 84 đến 87 độ, đêm xuống thấp còn 63-65 độ. Hai ngày cuối tuần tại miền Nam California cũng sẽ rất đẹp với mây và mặt trời xen kẽ trong bầu trời xanh. Nhiệt độ sẽ gia tăng hơn một chút so với ngày hôm nay. Cao nhất cho ngày thứ Bảy và Chủ nhật ở vào khoảng 88-90 độ và đêm xuống thấp còn 67-68 độ. Riêng tại Việt Nam thì mưa vẫn tiếp tục rơi rải rác tại Hà Nội vào hai ngày cuối tuần. Nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày là 94 và 80 độ. Thừa Thiên Huế thì khí hậu ẩm ướt, có mưa kèm theo sấm sét trong ngày. Gió thổi theo hướng đông đông nam, cao nhất ở vào khoảng 98, thấp về đêm là 79 độ. Ở trong miền Nam thì cũng không khác gì mấy với Hà Nội và Huế, tức là bầu trời rất nhiều mây, có những cơn mưa rơi rải rác trong ngày. Cơ hội mưa ở vào khoảng 60%, kèm theo gió và sấm sét. Nhiệt độ cao và thấp nhất trong hai cuối tuần tại Sài Gòn là 93 và 76 độ. Thưa quý khán giả, hôm nay Tuyết Lê xin chọn đọc một bài thơ cũng nói về mưa của Khiếu Long để gửi tặng quý vị. Bài thơ mang tựa đề Trả lại cơn mưa. Mời quý vị nghe sau đây. Trả lại em cơn mưa chiều kỷ niệm, đã một thời ướt đẫm cả đời nhau. Đi dưới mưa nghe tim mình buốt giá, ngày chia tay mưa lất phất răng sầu. Trả lại em giọt mưa tình trên phố, mưa hát hiu như thấm tận vào hồn. Trong tái tê nỗi buồn ngày giã biệt, mưa thì thầm thấm ướt cả môi hôn. Trả lại em vùng mưa đầy nỗi nhớ, mưa bâng khuâng với kỷ niệm hôm nào. Anh vẫn đi trong mưa buồn hoang lạnh, em bây giờ phương ấy đã ra sao. Trả lại em mùa mưa trời tháng 6, những cơn mưa bất chợt vẫn đi về. Mưa xanh xao giữa tháng ngày xa lạ, em một mình lầm lũi giữa cơn mê. Và đó là những vần thơ thật êm ả của Khiếu Long, làm người nghe không khỏi chạy lòng, nhớ đến những cơn mưa tại quê nhà hay nhớ đến một cuộc tình đã chia xa. Bản tin thời tiết do Trọng Nghĩa biên soạn và Paul Lê phụ trách về mặt kỹ thuật. Tuyết Lê xin cảm ơn sự theo dõi và lắng nghe của khán thính giả. Kính chúc quý vị hai ngày cuối tuần thật an vui bên gia đình và bằng hữu. Tuyết Lê xin hẹn gặp lại quý khán thính giả của Việt Nam America Television 57.3 vào bản tin thời tiết kỳ tới.